Khi mà amply không còn đáp ứng được các công suất lớn đến từ các dòng loa thì việc thay thế bằng một cục đẩy âm thanh hay còn gọi là main là một điều thiết yếu. Main giúp khuếch đại âm thanh của các dòng loa lên công suất cực đại, chuyên dùng cho các không gian diện tích rộng lớn với độ lan tỏa âm thanh cao. Hãng thiết bị âm thanh Airby dạo gần đây cho ra mắt một dòng cục đẩy công suất mới được áp dụng công nghệ hiện đại nhất mang tên Airby F2500. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Main Airby F2500 sở hữu kích thước 56cm chiều rộng, 46cm chiều sâu và 14,5cm chiều cao, nhỏ gọn hơn các dòng main khác trên thị trường. Thiết kế của Main Airby F2500 ấn tượng từ mẫu mã với điểm nhấn các viền màu đen xám cho đến việc bố trí các nút chức năng. Nổi bật ở phía trên mặt trước đó là khe tản nhiệt được bố trí một cách ngăn nắp theo tầng ô, vừa mang đến thẩm mỹ cao vừa giúp Main F2500 có thể thoát hơi nóng từ bên trong tốt nhất. Phía dưới là nút nguồn, tên model sản phẩm F2500, logo Airby, hai nút điều chỉnh âm lượng và cụm đèn tín hiệu cho từng kênh. Toàn bộ thiết bị được cấu tạo từ thép và mặt sau được bố trí các cổng kết nối như cùm loa, chạm ra loa, các cổng K5 và hệ thống quạt tản nhiệt. Ngoài phần thiết kế sắc sảo thì Airby F2500 còn rất chú trọng về khâu chất lượng khi kiểm định rất chặt chẽ, vì nó đã sở hữu cho mình những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, cho nên âm thanh các loa nó sẽ rất là sạch. F2500 là một dòng main có công suất lớn khi sở hữu cho mình tới 1300W ở 8 ohm width, 650W ở 4 ohm stereo và 500W ở 8 ohm BAG. Nó có thể gánh nổi một lúc những cặp loa full hoặc là những cặp loa sân khấu. Airby F2500 là một dòng main sở hữu cho mình bộ khuếch đãi tiên tiến nhất hiện nay, cho ra âm thanh chắc gọn, âm thanh ra loa thì sẽ không bị méo tiếng, ổn định loa hơn, giúp cho loa không dễ tránh tình trạng cháy hoặc là đứt màng loa bass, không như những dòng main giá rẻ trên thị trường hiện nay. Airby F2500 giúp khuếch đãi âm thanh ra loa nên việc các bạn hát sẽ không còn cảm thấy nặng nề nữa, mà thay vào đó là giọng ca các bạn sẽ vang hơn và trong hơn khi các bạn sử dụng những âm ly bình thường khác. Airby F2500 đặc biệt ở chỗ có thể bạn đánh liên tục trong nhiều giờ liền mà không bị nóng thiết bị. Làm như vậy sẽ tạo cho thiết bị có độ bền cao hơn. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. F2500 là một dòng main karaoke cao cấp, sở hữu nhiều tính năng vượt trội nhưng được bán với giá cực kỳ hấp dẫn, đó chính là 10.900.000 đồng, được VDA phân phối chính hãng. F2500 tới thời điểm hiện nay đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng khó tính. Khi các bạn còn thắc mắc về dòng main cao cấp này thì hãy gọi đến số hotline hoặc comment bên dưới. Video mình đến đây đã hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ bấm đăng ký và like kênh của VDA nhé. Xin chào.